Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức phiên chợ nhân đạo không đồng lần thứ 31, hỗ trợ 300 phiếu đi chợ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Mỗi phiếu đi chợ nhân đạo không đồng có giá trị 500.000 đồng, hỗ trợ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày cho các đối tượng khó khăn. Hàng hóa được cung cấp tại phiên chợ nhân đạo do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đơn vị địa phương, hợp tác xã đóng góp ủng hộ. Nhiều tháng qua, do ảnh hưởng dịch bệnh, đời sống công nhân, người lao động ở trọ, lao động tự do gặp nhiều khó khăn khi phải tạm ngừng việc, không có thu nhập. Do đó, chợ nhân đạo không đồng đã kịp thời giúp các gia đình có đủ lương thực, thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Phiên chợ được thực hiện đảm bảo các yêu cầu trong phòng chống dịch. Mỗi người đến nhận lương thực, thực phẩm vào các khung giờ khác nhau và được hướng dẫn đi theo lối để được phân luồng để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Tới đây để nhận những phần quà vậy là tôi quý lắm. Tại vì thời gian 3-4 tháng rồi, vợ chồng con cái thất nghiệp hết trơn. Nhờ mấy cô chú giúp đỡ vậy tôi cũng thành đạt mang ơn. Cuộc sống dịch thì tương đối là khó khăn bởi vì là em còn có hai đứa con nhỏ. Một đứa 3 tuổi và một đứa mới được có 1 tuổi nữa. Em thì mong dịch cho nhanh hết để quay lại cuộc sống bình thường chứ như này là khó khăn quá. Có trứng, có mì, có nước tương rồi đầy đủ. Mừng lắm mà cảm ơn mấy anh chị ủng hộ người dân. Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến trao tặng 450 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho công nhân đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Sự hỗ trợ này giúp công nhân ở các khu nhà trọ có đủ lương thực cho bữa ăn hàng ngày, yên tâm ở tại nhà để tránh lây lan dịch bệnh, chung sức cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường mới.